dự án phiêu và hỗ trợ cho bà con chúng ta một số nhu yếu phẩm. Có nhận được một số là sữa, lương khô, thịt hộp, xúc xích. Lúc ngày đầu mà nữa thì cũng có đỡ khổ mấy thứ ní là ăn có chứ cũng đỡ. Cũng có chờ nước vô, có chờ là có mấy thứ ní ăn. Đỡ lo rồi. Dạ, anh có được vài ba cái thùng nguyên rửa thì chẳng hạn cái đựng lúa, cái đựng nước, cái đựng gạo, cơm đó, cái phong, cái tạm thời, cái lụt mình mấy ngày trước đó mình sợ thì mình đổ vô trong kế lên. Còn cái chẳng hạn giống mình giữa nhiều còn cũng bị ướt thì mình chấp nhận để làm ra, mình kế gạt được thì thôi. Còn có được trong thì ăn được mấy cái đợt bão lụt đỡ đó.